tôi thưa với Chúa tôi rằng Ngài là chỗ nương náu của tôi, là đồ nuôi vươn chân muôn đời tôi tin thành Ngài. Ngài sẽ mở bóng cánh che chở cho tôi nghe vào sự thành tín của Chúa là cát mong của tôi sẽ chẳng kinh kinh ban đêm trong ban ngày sẽ để lấy ra trong tôi tầm và sự vui pha trong lúc I'm